Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp từ sáng Foliet. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram có bấm start để chat chatbot nha bạn. Rồi nhiệm vụ các bạn được cấp trang nha các bạn. MTQC. MTQC. Gặp bạn ở chatbot nha bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào continue các bạn. Mình ghét 8 đô tốc cần có cái hiệu là Binance nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh follow, kênh seller các bạn. Join kênh group nè. Dự án này khá là ngon á. Tiếp tục các bạn follow kênh seller nè. Rồi tất cả các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow vào request với cái hashtag này các bạn, thì nhấp vào follow từ Twitter đi các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn copy cái hashtag mình từ cái chữ Binance các bạn. Rồi các bạn bấm vào copy nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn tự quyết nha các bạn. Đây thì các bạn like nha các bạn. Chết. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho tự quyết nha các bạn. Các bạn bắt hashtag vào. Các bạn xuống dòng các bạn ghi một câu bình luận hoặc là một khỏi cũng được các bạn. Good airdrop, các bạn tăng 3 người bạn của mình vào cộng mình. Cộng Goku. Cộng Leju. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Good airdrop. Rồi các bạn tự quyết lại. Sau khi các bạn tự quyết lại, các bạn chờ một chút xíu cho tự quyết xong nha các bạn. Sau khi tự quyết xong thì các bạn bắt up lời, các bạn trở về con bot mà bấm nhận submit detail nè các bạn. Tiếp tục còn bấm don. Tiếp tục thì bạn gỡ là đường link profile tờ Twitter của tất cả bạn, thì bạn mở tờ Twitter các bạn ra lên. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch trên cùng, nhấp vào một hồ sơ này. Bạn nhấp vào ba dấu gạch trên cùng. Các bạn bấm vào chia sẻ. Các bạn sao chép vào khai nháy tạm nha các bạn. Chọn bắt vào đây. Các bạn gửi cho bot. Tiếp tục thì các bạn gửi lên một cái link tweet nha bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra lại nha các bạn. Các bạn cũng nhấp vào qua cho bạn bên cùng nè các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn viết này nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bắt đắp lại. Các bạn dán vào đây. Các bạn gửi cho bot. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Sở Mát Chen nha các bạn. Thì bạn mở địa chỉ với chocolate cho mình ra nè. Rồi các bạn bấm vào mục nhận nha các bạn. Các bạn chọn địa chỉ BNB Sở Mát Chen nè. Các bạn sao chép địa chỉ này nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn mở bot lên, các bạn bắt từ đây lên nè. Rồi bạn chỉ bấm gỡ. Rồi các bạn bấm vào Don Bat để cập nhật tài khoản của mình nha bạn. Mình đã nhận được 8 đô tôi cần Binance các bạn. Ok, các bạn lên ghép chia sẻ cho một bè những người thân để kiếm thêm tôi cần các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.